khoai tây, cà rốt, rau cải các loại. Đặc biệt có một số hộ trồng rau cũng đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà lưới để phát triển mô hình trồng rau an toàn, mang lại thu nhập cao trên cùng một đơn vị diện tích. Xóm Nam Sơn thì có